Lúc ấy mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế Tôn làm thế nào? Chúng Đại Bồ Tát An Chủ Tịnh Lợ Ba La Mật Đa, nhiếp Thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với các tịnh lợ và chi phần tịnh lợ không sanh tham đắm cũng không thối chuyển, đối với các tịnh lợ và chi phần tịnh lợ không sanh ngã tưởng phân biệt chấp trước, lại đem căn lành tương ưng ấy hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, Phật bảo mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh lự ba la mật đa đối với các tịnh lự và chi phần tịnh lự phát khởi lên các tường không đắm chấp vô thường vân vân lại đem căn lành tương ương ấy hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí như vậy thì chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh lự ba la mật đa nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa đối với các tịnh lự và chi phần tịnh lự không sanh tham đắm cũng không thối chuyển mãn từ từ lại bạch Phật Bạch Thế Tôn làm thế nào chúng đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Nữ Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tinh tấn Ba La Mật Đa, Phật bảo mãn tự từ, từ, Nếu chúng đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Nữ Ba La Mật Đa vượt qua các pháp tạp nhiễm cõi dục, dùng phương tiện nhập vào bốn tịnh nữ, bốn tịnh vô sắc vắng lặng an vui, rồi trở lại xà bỏ thọ thân cõi dục, tinh tấn tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh nữ bát nhã Ba La Mật Đa và vô biên các pháp phần Bồ Đề. Như vậy thì chúng Đại Bồ Tát an trụ tịnh nữ Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tinh tấn Ba La Mật Đa. Mãn từ tử, tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn làm thế nào chúng Đại Bồ Tát an trụ tịnh nữ Ba La Mật Đa, nhiếp thọ an nhẫn Ba La Mật Đa. Phật bảo mãn từ tử, tử nếu chúng đại Bồ Tát tu học thành tựu đại từ đại bi, đối với các hữu tình muốn làm lợi ích, an trụ tịnh nợ ba la mật đa, gặp các nghịch duyên tâm không tạp uế, như vậy thì chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh nợ ba la mật đa, nhiếp thọ an nhẫn ba la mật đa, mãn từ từ lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn làm thế nào chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh nợ ba la mật đa, nhiếp thọ tịnh giới ba la mật đa? Phật bảo mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh độ ba la mật đa đối với các thành phần độc giác không sành chấp trước như vậy thì chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh độ ba la mật đa nhiếp thọ tịnh giới ba la mật đa mãn từ từ lại bạch Phật bạch Thế tôn làm thế nào chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh độ ba la mật đa nhiếp thọ bố thí ba la mật đa Phật bảo mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh độ ba la mật đa đối với các hữu tình khởi niệm đại bi nguyện không xả bỏ tất cả hữu tình muốn cho họ giải thoát khổ sanh tử, nên cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Suy nghĩ thế này, ta quyết định phải đem pháp thí lớn giáo hóa hữu tình. Thường vì hữu tình nói pháp yếu chân tịnh, dứt hẳn tất cả phiền não. Như vậy chúng đại bồ tát an trụ tịnh nữ ba la mật đa, nhiếp thọ Bồ thí ba la mật đa, mãn tử tử bạch phật, bạch thế tôn nếu tóc đại bồ tát thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy. Thì Đại Bồ Tát này phải gọi là Bồ Tát bậc nào? Phật bảo mãn từ từ, nên biết Bồ Tát ấy gọi là Bồ Tát bất thối. Mãn từ từ lại bạch Phật, chúng đại Bồ Tát này rất là hiếm có, hay làm việc khó làm. Sau khi an trụ trong các tháng định vắng lặng an vui như vậy, nhưng có thể xả bỏ để trở lại cõi dục, thọ pháp thấp kém, dùng phương tiện thiện xảo làm lợi ích hữu tình. Phật bảo mãn từ từ, Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chúng Đại Bồ Tát rất là hiếm có. Làm được việc khó làm nên biết chúng Đại Bồ Tát này vì độ vô lượng vô biên hữu tình. Đội mũ mặc giáp đại nguyện vững chắc, thường nghĩ thế này, ta phải độ thoát vô lượng, vô số, vô biên, hữu tình, vào cảnh giới vô dư bát niết bàn. Ta phải làm cho pháp nhãn thanh tịnh của Phật thường không gián đoạn, đem lại lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Tuy làm việc như vậy mà không chấp trước là không có hữu tình được niết bàn hoặc đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì các pháp không ngã cũng không ngã sở. Khi các khổ sanh chỉ có khổ sanh không có kẻ sanh. Khi các khổ diệt chỉ có khổ diệt không có kẻ diệt. Nên biết cũng không có kẻ chứng hay có thể đắc pháp thành tịnh. Do nhân duyên này nên biết chúng Đại Bồ Tát rất là hiếm có, làm được việc khó làm mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Chúng đại Bồ Tát rất là hiếm có làm được việc khó làm. Vì sao? Tùy thật không có pháp có sanh có diệt hoặc vào niết bàn hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà các đại Bồ Tát vì độ vô lượng vô biên hữu tình tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề muốn vì hữu tình mà tuyên thuyết giới thành các pháp tham sân si siêng năng tinh tấn tu học được vào niết bàn hoặc vì hữu tình giảng nói đạo của Đại Bồ Tát, làm cho siêng năng tinh tấn tu học mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật bảo mãn từ từ, nếu tâm Đại Bồ Tát không tán loạn, luôn luôn an trụ tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này an trụ tịnh nữ Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát trụ tác ý tương ưng bậc thanh văn hoặc tác ý tương ưng bậc độc giác, thì Đại Bồ Tát này tâm thường tán loạn. Vì sao mãn tử tử vì Đại Bồ Tát tu học tác ý tương ưng dị thừa, ngăn ngại quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, khiến cho tâm Bồ Đà thường tán loạn? Tuy các Đại Bồ Tát duyên cảnh sắc thanh hương vị xúc, phát khỏi các thứ, tác ý phi lý, rối loạn tâm bố thí vân vân của Bồ Tát, nhưng không chướng ngại sự cầu trí nhất thiết trí của Bồ Tát học pháp không thể chướng ngại trí nhất thiết chí bồ tát dù hiện tiền nhưng đối với sự tu tịnh lự ba la mật đa của chúng đại bồ tát chẳng gọi là pháp quá trái nghịch chẳng phải thối lui hẳn bậc định của bồ tát mãn từ từ bạch phật bạch thế tồn tất cả như lai ứng tránh đẳng giác vì quán nghĩa gì chỉ khen ngợi tất cả công đức các chúng đại bồ tát mà không khen ngợi thanh văn phật bảo mãn từ từ nay ta hỏi ông tùy ý ông đáp Ý ông nghĩ sao mặt trời xoay quanh chiếu ánh sáng khắp đến người châu thiện bộ này, đóm đóm làm được không? Mãn tử tử thưa, bạch thế tôn chẳng làm được, bạch thiện thệ chẳng làm được. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Tất cả việc làm của chúng Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, khả năng của các thanh văn không thể hoàn thành được. Mãn tử tử bạch Phật, bạch thế tôn làm sao biết được chỉ có chúng Đại Bồ Tát có suy nghĩ thế này? ta phải độ thoát vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, làm cho nhập vào cõi vô dư bát niết bàn. Ta phải làm cho pháp nhãn thanh tịnh của Phật không ngừng, không đoạn tuyệt, lại đem lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Làm sao biết được chỉ có chúng Đại Bồ Tát có thể làm được sự nghiệp thủ thắng như vậy, chẳng phải các thanh văn làm được. Phật bảo, mãn từ từ, nay ông xem trong chúng thanh văn này có một bí xô, với khả năng nào có thể suy nghĩ như chúng Đại Bồ Tát và làm xong việc ấy không? mãn tử tử thưa, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, còn xem trong chúng thanh văn này không có một bí xô nào suy nghĩ như chúng đại Bồ Tát, cũng không thể làm xong sự nghiệp như thế. Phật bảo mãn tử tử, cho nên như lai ứng tránh đẳng giác chỉ khen ngợi Bồ Tát không khen thanh văn, các A-la-hán trong chúng này không nghĩ như vậy, cũng không thể làm nên sự nghiệp như vậy. Nên biết tất cả hàng thanh văn thừa không làm nổi sự nghiệp như chúng Bồ Tát đã làm, nên ta nói ví như mặt trời chiếu ánh sáng cho châu thiện bộ, đồng đóng không thể làm được. Nghĩa là mặt trời phóng ra vô lượng ánh sáng soi khắp các loài hữu tình ở châu thiện bộ, ánh sáng đom đóm chỉ soi rõ được bản thân. Cũng vậy, chúng đại bồ tát điều phục phiền não ác nghiệp tự thân cũng có thể độ thoát vô lượng hữu tình, giúp lìa tất cả phiền não ác nghiệp nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Còn hàng thanh văn thừa chỉ có thể điều phục phiền não ác nghiệp tự thân, không thể làm lợi ích cho vô lượng hữu tình. Cho nên sự nghiệp của hàng thanh văn chẳng như Bồ Tát, nên tất cả sự nghiệp của Bồ Tát đều thủ thắng. Này mãn từ từ, như người học pháp thuật bắn cung giỏi, đã giải công khổ luyện, thì thần tài cùng binh khí đều sử dụng thành thạo và học các môn võ nghệ đến chỗ tuyệt đỉnh, được hưởng lộc của vua ban trăm ngàn năm. Khi nhà vua và oán địch muốn chiến tranh thì sai người đó làm chỉ huy, cấp cho quân, voi, ngựa, vân vân và binh sĩ khí giới mồng tiêu diệt hết kẻ thù không để tổn thất. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát đã phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề đã tù các hạng Đại Bồ Tát. Đối với các hành tham sân si của các loài hữu tình có thể điều phục đạt được thiện xảo. Vì vậy, như lại ứng tránh đẳng giác chỉ khen chúng Đại Bồ Tát viên dân dạy bảo, giúp siêng năng tu tập, có thể làm phát sanh tương đương Bồ Đề mau được viên mãn đại nguyện, mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, nói pháp thanh tịnh cho các hữu tình rất hẳn tham sân si. Vì vậy chúng Đại Bồ Tát mặc giáp đội mũ làm sự nghiệp, hàng thanh văn độc giác đều không thể làm được. Do đó, như lại ứng tránh đẳng giác chỉ khen ngợi các Bồ Tát chẳng phải khen các thanh văn mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế tôn như con hiểu nghĩa Phật vừa dạy, nên biết rằng tất cả hành động của Đại Bồ Tát có định tâm, nghĩa là chúng Đại Bồ Tát nếu trụ bố thí ba-la-mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định; nếu trụ tịnh giới ba-la-mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định; nếu trụ an nhẫn ba-la-mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định; nếu trụ tinh tấn ba-la-mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định nếu trụ tịnh lợi ba la mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định nếu trụ bát nhã ba la mật đa phải biết lúc ấy tâm cũng định nếu trụ các pháp phần bồ đề khác phải biết lúc ấy tâm cũng định như viên ngọc lưu ly li, dù ở bất cứ chỗ nào cũng giữ được màu sắc quý của nó nghĩa là ngọc ấy đều đựng trong đồ bằng vàng hoặc đựng trong đồ bạc hoặc để trong đồ thủy tinh đồng sắt xứ vân vân luôn luôn không mất màu sắc lưu ly li cũng vậy chúng đại bồ tát, nếu trụ bố thí ba la mật đa, nếu trụ tịnh giới ba la mật đa, nếu trụ an nhẫn ba la mật đa, nếu trụ tinh tấn ba la mật đa, nếu trụ tịnh lợi ba la mật đa, nếu trụ bát nhã ba la mật đa, nếu trụ các pháp phần bồ đề khác, phải biết lúc ấy tâm thường ở trong định, con hiểu nghĩa Phật đã nói như vậy. Bây giờ Phật khen mãn từ từ. Lành thay, lành thay, đúng vậy, đúng vậy. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát để pháp dục ác bất thiện, có tầm, có tứ, đi sanh hỷ lạc, trụ hoàn toàn vào sơ tịnh lợi. An trụ sơ tịnh lợi như thế rồi, nếu hút ưa thích vào bậc thanh văn hoặc độc giác, gọi đó là Bồ Tát loạn tâm, nên tâm vị ấy trụ vào phi định. Này mãn từ tử, chúng đại Bồ Tát tầm tứ vắng lặng trong tâm đều tịnh, nhất tâm hướng đến tánh không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ hai, An trụ tịnh lệ thứ hai đầy đủ rồi, ưa ừ thích vào bậc thanh văn hay đọc giác, gọi đó là Bồ Tát loạn tâm, nên biết tầm vị ấy trụ vào phi định. Này mãn từ tử, tử, nếu chúng đại Bồ Tát, đề hỷ, trụ xả đầy đủ tránh niệm tránh chi, cảm thọ về thân, cảm thọ về lạc, chỉ có bậc thánh nói được, xả được, đầy đủ niệm trụ lạc, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ ba. An trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ ba rồi, nếu ưa thích địa vị thanh văn hay độc giác, vậy đó là Bồ Tát loạn tâm, nên biết tâm vị ấy trụ vào phi định. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát, đoạn tận lạc và khổ, không còn vui sầu lúc trước, chẳng khổ chẳng lạc, đi vào xả mà niệm thanh tịnh, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ tư, an trụ vào tịnh lự thứ tư rồi nếu ưa thích địa vị thanh văn hay độc giác gọi đó là bồ tát loạn tâm nên biết tầm vị ấy trụ vào phi định mãn tử tử bạch phật bạch thế tôn mức độ nào gọi là bồ tát định tâm Phật bảo mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khi thấy các hữu tình kia bèn nghĩ, ta phải siêng năng tinh tấn tu hạnh Bồ Đề, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chắc chắn làm cho loài hữu tình kia nhập vào cõi vô dư y bát niết bàn, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm này mãn từ tử, tử, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên là hữu tình thọ giữ ba pháp quy y, các hữu tình kia thọ giữ ba pháp quy y rồi, đèn đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang bằng mức độ này, nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn tử tử, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên loài hữu tình thọ giữ năm giới, các hữu tình kia thọ giữ năm giới rồi, liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát khuyên và hữu tình thọ giữ tám giới các hữu tình kia thọ giữ tám giới rồi đèn đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ tử, nếu chúng đại bồ tát khuyên loài hữu tình thọ giữ mười giới các hữu tình kia thọ giữ mười giới rồi đèn đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn tử tử nếu chúng đại bồ tát khuyên loài hữu tình thọ giữ mười thiện nghiệp đạo các hữu tình kia thọ giữ mười thiện nghiệp đạo rồi để đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên là hữu tình thọ giữ giới cụ túc, các hữu tình kia thọ giữ giới cụ túc rồi, để đem căn lành đã tích tập, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này, nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát khuyên là hữu tình thọ giữ giới Bồ Tát, các hữu tình kia thọ giữ giới bồ tát rồi đều đem căn lành đã tích tập hồi hướng cậu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bố thí ba la mật đa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ bố thí ba la mật đa rồi liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm nảy mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh giới ba la mật đa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ tịnh giới ba la mật đa rồi đèn đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn tử tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành an nhẫn ba la mật đa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ và an nhẫn ba la mật đa rồi đến đem căn lạnh đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn tử tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tinh tấn ba la mật đa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ vào tinh tấn ba la mật đa liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh lự ba la mật đa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ tịnh nợ ba-la-mật đa rồi. đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết bồ tát tịnh tâm. này mãn từ tử, tử, nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bát nhã ba-la-mật đa, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ bát nhã ba-la-mật đa rồi. Đèn đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng bốn định vô sắc các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đèn đeo căn lành đã tinh tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi, đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, ngang mức độ này nên biết Bồ Tát định tâm. Này mãn từ từ nếu chúng đại Bồ Tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ lớp mười biến xứ các thiện nam thiện nữ vân vân kia an chủ rồi để đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến thích. hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cả thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tịnh quán địa trùng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa ly dục địa dĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành cực hỷ địa ly cấu địa phát quang địa diệm tuệ địa cực năng thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa pháp vân địa các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi liền đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành mười lực như lai like, bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt các thiện nam thiện nữ vân vân kìa an trụ rồi nên đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 tám pháp phật bất cộng các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đêm căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành pháp không quên mất đánh luôn luôn xả các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đêm căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả độc giác bồ đề ca thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đêm căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn tử tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành tất cả hạnh đại bồ tát ca thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đêm căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà của chư phật các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đem căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát tịnh tâm này mãn từ tử nếu chúng đại bồ tát phương tiện khuyến khích hướng dẫn các thiện nam thiện nữ vân vân trang nghiêm thanh tịnh cõi phật thành thục hữu tình các thiện nam thiện nữ vân vân kia an trụ rồi đến đêm căn lành đã tích tập hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm này mãn từ từ nếu chúng đại bồ tát đối với sự tu hành bố thí kia hết lòng tùy hỷ cầu đến trí nhất thiết trí ngang mức độ này nên biết bồ tát định tâm nếu chúng đại bồ tát đối với tất cả tâm được định rồi nên gọi là an trụ tịnh nữ ba la mật đa vì sao mãn từ từ vì các chúng đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý thủ thắng trí nhất thiết trí. Nếu chúng đại Bồ Tát thường không xa lìa tác ý thủ thắng trí nhất thiết trí, thì gọi là an trụ tịnh lự ba la mật đa. Như vậy, chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh lự ba la mật đa phát khỏi vô biên công đức thù thắng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nên biết như lại ứng tránh đẳng giác an trụ tịnh lự thứ tư bất động, Già tuổi thọ sống lâu hiện nhập cảnh giới vô dư bát niết bàn vì vậy tịnh lự ba la mật đa đối với sự cầu quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề của chúng đại bồ tát có ơn đức lớn nên sự trụ tịnh lự ba la mật đa của chúng đại bồ tát trừ định của như lai đối với các định khác là tôn là thắng là tối là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vì sao mãn từ từ vì tịnh lự ba la mật đa của Bồ Tát, thường không xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, tịnh lự của nhị thừa. Chắc chắn xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, nên đối với tịnh lự của Bồ Tát là kém, tịnh lự của Bồ Tát đối với kia là hơn. Mãn từ tử bạch Phật, nếu các thanh văn trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh thành quả thanh văn, tức là các Bồ Tát trụ tịnh lự này chứng đắc pháp tánh lìa các chấp trước, được thành như lai ứng tránh đẳng giác, vì sao nói tịnh lựu thanh văn chắc chắn xa để tác ý tương ưng trí nhất thiết trí tịnh tự bồ tát thường không sanh để tác ý tương ưng trí nhất thiết trí phật bảo mãn từ từ ta hỏi ông tùy ý ông đáp ý ông nghĩ sao các hạng thanh văn trụ tịnh lựu này chứng đắc pháp tánh thành quả thanh văn các bồ tát trụ tịnh lựu này chứng đắc pháp tánh để các chấp trước được thành như lai ứng tránh đẳng giác vị thanh văn ấy gọi là như lai được không mãn từ tử, tử thưa bạch thế tôn không được phật bảo Mãn từ từ ta sẽ nói ví dụ cho ông. Những người có trí nhờ vào ví dụ này được hiểu rõ nghĩa sâu xa. Thí như người thường dân trèo lên ngai của vua, người ấy gọi là vua được không? Mãn từ từ thưa, bạch thế tôn không được. Vì sao? Vì người kia không có phước, không có tướng làm vua. Phật bảo. Cũng vậy, các thanh văn tuy có thể hiện nhập được bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, chứng đắc, pháp tánh, thành quả, thanh văn, nhưng không có năng lực, vô ý, vân vân Các công đức thủ thắng và các tướng tốt của Như Lai nên chẳng gọi là Như Lai. Do xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, do không có đức của Phật nên gọi là thanh văn. Nếu không được như vậy, sao gọi là Phật? Này mãn tử tử vì tịnh lự của các hàng thanh văn đã trụ không có công đức thủ thắng, nên tánh họ thấp kém đối với sự trụ tịnh lự của Bồ Tát trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Vì sao mãn tử tử vì tịnh lự ba la mật đa của Bồ Tát thường không xa lìa trí nhất thiết trí, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, phát khỏi vô biên công đức thủ thắng. Do đó nên sự trụ thắng định của Bồ Tát đối với thanh văn độc giác đều không thể biết được. Mãn tử tử bạch Phật Thế nào gọi là thắng định Bồ Tát? Thắng định như thế gọi tên là gì? Phật bảo mãn tử tử thắng định Bồ Tát gọi là chẳng nghĩ bàn. Vì sao? mãn từ tử, thắng định như thế có oai lực khó nghĩ mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thắng định như vậy cũng gọi là làm lợi ích an vui cho tất cả các loài hữu tình thế gian vì sao mãn từ tử vì các đại bồ tát muốn làm lợi ích an vui vô lượng hữu tình mà dùng phương tiện thiện xảo nhập vào định này nếu thắng định như vậy hiện tiền thì có thể dẫn đến vô biên thắng định nhiệm màu mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi ích an vui lớn cho các hữu tình nếu thắng định như vậy hiện tiền, thì dẫn đến vô biên phương tiện thiện xảo để khuyên dân dạy bảo cho vô lượng hữu tình, để phát sanh tịnh lự vô lậu, chứng trần pháp tánh, dứt các phiền não nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này thắng định của Bồ Tát cũng gọi là làm lợi ích an vui cho tất cả loài hữu tình thế gian, cho nên chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải học tịnh lự ba la mật đa nếu ai học tịnh lự ba la mật đa thì mau phát ra trí nhất thiết trí mãn từ từ bạch phật bạch thế tôn còn cho rằng các định của thanh văn chứng đắc hơn định của bồ tát vì sao vì thanh văn đầy đủ chín định thứ lớp bồ tát chỉ được tám định trước bồ tát chẳng đạt được định diệt thọ tưởng nên định của thanh văn hơn định của bồ tát phật bảo mãn từ từ bồ tát cũng được định diệt thọ tưởng nghĩa là đối với định này sẽ được tự tại nhưng chẳng hiện nhập vì sao vì như lai không cho chúng bồ tát hiện nhập định này vì hiện nhập sẽ rơi vào địa vị thanh văn hay độc giác này mãn từ từ ta sẽ nói ví dụ cho ông những người có trí nhờ ví dụ sẽ dễ hiểu được nghĩa sâu xa này như vua chuyển luân tuy ở vùng biên địa xa xôi như thành ấp các nước nhỏ đều được an lạc đâu cần vua chuyển luân đi vào làng xóm của nước ấy lẽ nào vua chuyển luân không đi đến nơi đó thì nói nơi đó không được an lạc cũng vậy chúng đại bồ tát tuy không hiện nhập định diệt thọ tường nhưng đối với các định này đã được tự tại do được tự tại nên gọi là đắc Này mãn từ tử chẳng lẽ các bồ tát thường không hiện nhập định diệt thọ tường cho đến chưa ngồi tòa bồ đề vi diệu thì chư Phật Thế Tôn không cho hiện nhập. Nếu khi được ngồi tòa bồ đề vi diệu, chư Phật Thế Tôn cho hiện nhập. Vì sao? Mãn từ từ chớ bảo rằng các Bồ Tát do nhập định này liền rơi vào địa vị thanh văn hay độc giác, hoặc bảo chư Phật ngang đồng nhị thừa, nên Phật Thế Tôn không cho hiện nhập này mãn từ từ như đại vương quán đảnh sát đến lợi muốn vào trong chợ uống rượu của thường dân khi ấy có vị đại thần mưu trí can vua bệ hạ không nên uống rượu ở chỗ này nếu cần uống bệ hạ phải đợi về trong cung rồi uống ý ông nghĩ sao chẳng lẽ vua không uống rượu ở chợ được sao mà người đại thần kia ân cần can không cho vua uống vì chẳng phải chỗ chẳng phải thời nên đúng pháp đại vương quán đảnh sát đế lợi không được uống tùy không được uống nhưng vua vẫn tùy nghi dùng rượu vân vân và các vật trong chợ được vì sao vì vua có quyền được khắp quốc thổ thành ấp sở hữu vật dụng của mọi người như vậy bồ tát có trí thủ thắng do trí này nên thường hiện nhập định diệt thọ tưởng nhưng phật không cho nên chẳng hiện nhập vì sao? Vì nếu Bồ Tát nhập định diệt thọ tưởng là phi thời xứ Nếu khi Bồ Tát ngồi tòa bồ đề dứt hẳn tất cả tưởng tướng hư vọng, chứng cảnh giới cam lồ, khi ấy mới nhập vào định diệt thọ tưởng. Sau chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển pháp luân vi diệu, đầy đủ 32 tướng làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình. Mãn từ tử bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát rất là hiếm có, làm được việc khó làm nghĩa là dù có sức phát trí lậu tận, song vì hữu tình không chứng lậu tận. Vì sao? Vì các Bồ Tát luôn luôn suy ngẫm, làm lợi ích an lạc cho hữu tình, nên ý vui tăng thượng thường hiện tiền. Phật bảo, mãn từ từ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các Bồ Tát luôn luôn suy ngẫm, làm lợi ích an lạc cho hữu tình, nên ý vui tăng thượng thường hiện tiền. Này mãn từ từ các Bồ Tát này quán nghĩa lợi ích này tuy có thể nhập đủ vào chín định thứ lớp nhưng không nhập. Vì sao? Vì các Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo đối với tất cả định tuy được tự tại nhưng không nhập vào. Này mãn từ từ tất cả Bồ Tát sơ phát tâm hoặc đã bất thối đều an trụ tịnh lự ba la mật đa. Các Bồ Tát thường an trụ tịnh lự ba la mật đa như vậy thường làm lợi ích cho các hữu tình màu phát sanh được trí nhất thiết trí. Mãn từ từ bạch Phật các đại bồ tát đủ thế lực lớn thường làm việc lợi ích cho hữu tình cũng có thể phát sanh trí nhất thiết trí môi chứng quả vị vô thượng chánh đằng bồ đà phật bảo đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói mấy giờ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn chúng đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa như thế nào bằng phương tiện nào thoát ra khỏi định phật bảo này xá lợi tử các đại bồ tát để pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ ly sanh hỷ lạc vào sơ tịnh lự cho đến hoàn toàn an trụ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ đối với tịnh lự và đằng trí của cõi sắc vô sắc thuận nghịch đều lần lượt vượt qua thông suốt rất thuần thục chú hí tự tại vào lại cõi dục chẳng phải tâm định vì sao không lệ thuộc vào sức định để sanh vào cõi sắc vô sắc hoặc cõi trời trường thọ không lệ thuộc vào tịnh lự đằng trí của cõi sắc và vô sắc dẫn khởi tâm sanh tương tục đến địa ấy phải giữ tâm kia khiến cho chẳng hiện xanh cũng vào lại cõi dục chẳng phải tâm định do phát tâm này xanh lại cõi dục gần cuối cúng dường chư Phật thế tôn phát xanh vô biên pháp phần bồ đề xanh vào cõi sắc vô sắc không làm được như vậy vì xanh ở hai cõi trên thân tâm đần độn do nhờ vào phương tiện thiện xảo của bồ tát trước là tu tập định trên, làm cho thuần thuộc hoàn toàn, sau phát hạ tâm sanh lại cõi dục, tu tập vô lượng tư lương bồ đề đầy đủ rồi, vượt khỏi ba cõi, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như có người nghĩ như vậy, làm cách nào vào được cung vua, lén cùng vương hậu phi tần đùa dỡn hưởng lạc, để vua khỏi biết, lại bảo tồn được thân mạng, nghĩ rồi bèn tìm các loại rượu dược uống vào thì nam căn lúc có lúc không được thuốc ấy liền tìm cách phụ sự vua khi nhà vua tuyển dùng người ấy uống thuốc ẩn nam căn rồi thưa với nhà vua tàu đại vương hạ thần không còn nam căn xin được làm kẻ giữ cung cấm cho đại vương vua nghe vậy cho điều tra sự thực rồi giao phó việc giữ trong cùng Bây giờ người ấy vào trong cung cấm của vua lén cùng các hậu phi tư tỉnh mặc ý giao thông. Thời gian lần qua một tháng, hai tháng, ba tháng sợ vua biết được thì mất mạng liền uống thuốc hiện Nam Căn ra lại. Rồi thưa vua, tàu đại vương hạ thần bỗng nhiên hiện lại Nam Căn xin từ nay trở đi không vào trong cung cấm nữa. Khi ấy vua khen, đây là người hiền thiện chân thật tự đến và đi chẳng trái phép ta. Liền hậu thưởng ban cho tước lộc ủy nhiệm công việc bên ngoài phải biết người này với phương tiện thiện xảo có thể thỏa mãn ý muốn mà còn giữ được thân mạng lại được vua ban thưởng của cải tước vị. Cũng vậy Bồ Tát với phương tiện thiện xảo vào bốn tịnh nữ và bốn vô sắc lần lượt vượt khỏi. Được thiện xảo rồi, liền khởi hạ tâm sanh lại cõi dục, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, phát sanh vô biên pháp phần Bồ Đề, cho đến chưa viên mãn thì không chứng thật tế. Vì sao này xá lợi tử, vì Đại Bồ Tát này với phương tiện thiện xảo không bỏ trí nhất thiết của hữu tình. Như vậy Bồ Tát phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa ở trong thật tế chẳng chứng đắc, cũng không nhập vào định diệt thọ tưởng cho đến chưa viên mãn tương đương Bồ Đà, vẫn thọ thân cõi dục tu hành Bồ Tát. Bây giờ Phật dạy Ananda, ông nên thọ trì tịnh lự ba la mật đa mà các chúng Bồ Tát đã học chớ để quên mất. Ananda thưa, Bạch Thế Tôn, con đã thọ trì tịnh lự Ba La Mật Đa mà các chúng Bồ Tát đã học chắc chắn không quên mất. Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh này rồi, cụ thọ xá lợi tử, cụ thọ mãn tử tử, cụ thọ đà và các thanh văn các chúng Bồ Tát, cùng tất cả trời, rồng, dược xoa, kiện đạt phược, atula, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặc hô lạc già, người chẳng phải người vân vân. Tất cả đại chúng nghe Phật dạy rất vui mừng, tin nhận phụng hành. Thế quyển thứ 592